Hôm nay Ứng Thị Thơm đẹp lạ các bạn nhỉ. Hôm nay phải nói thật sự Ứng Thị Thơm đẹp một cách lạ thường. Chúng tôi xin giới thiệu cao vật. Đây là cao vật của giải 3 Đô Thơm Tour giải nhất xuống. Bên tay phải chẳng là chính nhà đô Ứng Thị Thơm sân Quân Đội. Bên tay trái chẳng là chính nhà đô Phương Nghi sân Nghệ An. Xin mời hai đứa nữ nghe lệnh trọng tài chính sau đây. Trận đấu với sự góp mặt của hai đô vật xinh đẹp liền các bạn ạ. Ứng Thị Thơm trang phục đỏ và Phương Nghi trang phục xanh. Trong cao vật nữ này xin mời đô Tân Sơn Yên Khăn. Nhất thắng một cao của đô Tuấn Trần Thái Nguyên xin theo. Xin mời hai đô là thường trắng lên trang phục. Có bác khán giả còn bị vợ mắng nữa, đúng rồi. Vợ mắng cho tơi bời vì giao cho cô mỗi việc nấu cơm mà để cháy hết cả cơm các bạn. Các bạn đang theo dõi những hình ảnh trực tiếp tại hội vật cổ truyền Làng Hiền Phụ Yên Phong Bắc Ninh đang được tường thuật trực tiếp trên kênh YouTube Thể thao Giải trí. Hôm nay bà con nhân dân làng Yên Phụ mở hội để khánh thành sới vật mới vừa được xây dựng, vừa được hoàn thành các bạn nhé. Sân vật với khán đài, chỗ ngồi rất chuyên nghiệp. Hôm nay Ứng Thị Thơm đẹp lạ các bạn nhỉ. Hôm nay phải nói thật sự Ứng Thị Thơm đẹp một cách lạ thường. Này bỗng nhiên Ứng Thị Thơm lại đẹp lạ các bạn ạ. Hai đô vào giữa sới nhỉ. Hai đô là tiếp tục. Đẹp mèo thường có đô hùng sân trả tài giữ. Xin mời tất cả các sân thủ đô và má với hùng ra. Quá đẹp mắt vừa rồi. Công bố kết quả cao vật thế giới vừa qua, đô Ứng Thị Thơm trên Quân Đội đã nhất thắng. Khán giả bên đây một tràng hồi đây. Ứng Thị Thơm chuẩn bị thi đấu đây các bạn ơi. Chúng tôi xin giới thiệu cao vật huyện trên giới. Đây là cao thứ 2 của giải 3. Bên tay phải trong tay chính là đô Ứng Thị Thơm trên Quân Đội đã nhất thắng. Bên tay trái trọng tài chính nhà đô Trà My sân Hải Phòng xin theo. Xin mời hai đôi nữ nghe hiệu lệnh trọng tài chính sau đây. Mái tóc em hay là mây là suối, bình luận của Nguyễn Đình. Kèo vật của Ứng Thị Thơm đài đỏ đấy các bạn. Một gương mặt, một trong những nghệ sĩ của các sân sới hội làng. Lại mùa lễ hội vật đến rồi, bình luận của Phạm Văn Minh. Ui giời, cái ánh nắng này các bạn này. Cái ánh nắng nó tạo ra cái màu đỏ đỏ, tạo ra cái màu đỏ cam, có đẹp không các bạn này? Đùa chứ. Tạo ra cái màu đỏ cam với nó là không thể đẹp hơn.
Đô tài trên cầu gạo đã nhất thắng một keo. Xin mời tất cả công trai nào lên gặp ban tổ chức phá mới đô tài sân cầu gạo chưa? Tôi thì vốn dĩ đã rất thích màu đỏ rồi. Giới vật Yên Phụ lại còn thảm đỏ rồi lại thi đấu trong cái nắng chiều tà mùa thu. Vàng như những giọt mật ong rót xuống thảm đấu. Hẹn giải trai nàng là có thêm Dương Văn Sang An Ninh treo thêm 500.000 đồng, tổng trị giá giải trai nàng là 5.000.000 đồng. Khán giả cho giải trai nàng một tràng pháo tay. Các bạn đang theo dõi kèo vật với sự góp mặt của một trong những gương mặt rất quen thuộc tại các sân sới hội làng. Ứng Thiết Tơ hôm nay bỗng nhiên đẹp lạ các bạn ạ. Bỗng nhiên đẹp lạ trong cái ánh nắng chiều thu rót xuống sới vật Yên Phụ. Bỗng dưng hôm nay Ứng Thiết Tơ đẹp lạ, đẹp một cách lạ thường. Hình ảnh đẹp như nắng chiều rọi xuống ngã ba sông. Một tứ ẩn dụ của khán giả DCV. Vâng, khán giả DCV có một sử dụng một cái hình ảnh ẩn dụ. Hình ảnh đẹp như nắng chiều rọi xuống ngã ba sông. Những con sông quê trong ánh nắng chiều tà. Các bạn vẫn không quên những hình ảnh, những ánh nắng chiều hoàng hôn rọi xuống những ngã ba sông. Và một cái khung cảnh rất tình. Một cái hình ảnh đã đi vào thơ ca, hội họa và đã tạo ra những tác phẩm để đời đối với các nghệ sĩ. Và ngã ba sông được chiếu bởi ánh nắng chiều tà thì còn gì đẹp hơn các bạn nhỉ? Xin cảm ơn một câu từ bình luận với một hình ảnh ẩn dụ rất hay, rất đẹp của khán giả DCV. Rất hay trong buổi chiều ngày hôm nay thì cái ánh nắng lúc ẩn lúc hiện, lúc tỏ lúc mờ các bạn ạ. Lúc tỏ lúc mờ, lúc ẩn lúc hiện. Không khác gì một cái ánh đèn sân khấu rọi xuống sới vật Yên Phụ trong buổi chiều ngày hôm nay. Không thể đẹp hơn. Thật sự là không thể đẹp hơn. Chúng tôi xin công bố kết quả theo phật thế giới vừa qua. Đô Ý Thị Thơm Xuân Vân Đội đã dự thắng giải ba. Khán giả cho tôi thêm một tràng pháo tay. Xin mời Đô Bảo Quang Xuân Tinh Cầu và Đô Quân Nhân Cầu Bạc tiếp tục. Không thể đẹp hơn các bạn. Chúng tôi không còn một cái mỹ từ gì để tả về các đồ vật thi đấu dưới cái thảm đấu Yên Phụ trong buổi chiều ngày hôm nay nữa. Thật sự là như vậy các bạn ạ.